Xin chào tất cả mọi người. Hiện nay là mình đang đứng ở trên ao địa của một người anh. Thì vô tình là mình lên chơi thì mình có phát hiện ra một thứ vô cùng quý giá ở đây. Trên tay mình đây là, các bạn có biết đây là gì không? Đây là cái nồi bằng đồng. Ngày xưa đây được sản xuất vào năm 1910, là cách đây 111 năm rồi. Rất là giá trị ở đây. Nồi bằng đồng từ thời của Pháp. Đây là của một người chú ở trong làng đã sưu tầm được đến đây là 110 năm rồi. Người ta cái niên đại mà đánh giá là 100 năm là đã là cổ rồi. Và đây là cái nồi đồng rất là cổ, lâu đời hơn 100 năm. Và theo thông tin mình được biết là cách đây 10 năm có một doanh nghiệp ở Nha Trang đi vào trong Phan Rang, đến làng Hòn Thiên của một người chú để mà trả giá. Thật sự 100% luôn là cách đây 10 năm có một doanh nghiệp ở Nha Trang vào đây trả giá cái nồi đồng này là đến 10 triệu đồng. Và sau 10 năm thì không biết giá của cái nồi đồng này giá trị đến bao nhiêu. Có thể nói là vô giá, vì hiện giờ thì có nhiều doanh nghiệp đến trả là 20 triệu, 30 triệu. Nhưng mà chú không có muốn bán, tại vì chú cái nồi này là của ba của chú và ông nội của chú để lại nữa, cho nên là chú không có muốn bán, là cái quật gia bảo của nhà để mà gìn giữ thôi. Đây đó mọi người có thể nhìn thấy không, và chú có thể nói là ngày xưa là cái nồi này nhỏ xíu mà nó nấu có thể là một lon gạo ở trong này. Chúng ta có thể nhìn cái nồi này nhỏ xíu này, có thể liên tưởng đến vấn đề gì không? Liên tưởng đến câu chuyện cổ tích, đó là thạch xanh. Theo thông tin mình biết được đó là trên trang thông tin điện tử Lazada có đang bán cái nồi đồng giống y vậy luôn. Nhưng mà theo mình tìm hiểu được đó, là cái nồi đồng đó là niên đại không có bằng cái thời gian của cái niên đại cái nồi đồng này đâu. Đó, là rất là quý giá, hơn 100 năm, rất còn mới. Tại vì chú á, coi như là gia bảo của chú, cho nên là chú lau chùi hàng ngày, cho nên là nó mới trắng sáng tươi như vậy luôn nè, rất là đẹp. Và khi mà nhìn vậy là giống như coi phim cổ tích ngày xưa của mình á, coi phim Thạch Sanh Lý Thông á. Thạch Sanh cứu chém được Trần Tinh, rồi giết con đại bàng, cứu được công chúa. Sau đó thì các hoàng tử của các nước xung quanh đó, với lại kéo quân đến để mà đánh chiếm, để mà lấy lại công chúa Bình Nga. Xong bắt đầu là Thạch Sanh nói với lại ông vua là để cho Thạch Sanh dẹp hết các hoàng tử và các binh lính. Xong bắt đầu Thạch Sanh đãi hoàng tử và binh lính bằng cái nồi niêu bằng đất thôi, giống như vậy nè. Và cứ nấu cơm đãi quân sĩ thì cứ nhìn tưởng đâu là cái nồi này nấu cơm là ăn, một người ăn là hết. Tuy nhiên là khi mà càng ăn thì cơm nó càng vung lên, đến hàng ngàn hàng vạn quân sĩ ăn cũng không hết. Thì cái nồi này cũng vậy nè, chú nói là nấu có thể là một lon hai lon, nhỏ xíu xíu vậy nhưng mà chứa đến một lon hai lon gạo. Vào thời Pháp xa xôi lắm rồi. Mình chỉ show ra cho mọi người biết đó là cái nồi bằng đồng rất là đẹp trên tay mình đây nè. Và niên đại của nó là đến hơn 100 năm, rất là có giá trị. Hy vọng là chú cứ gìn giữ mãi mãi. Nếu mà sau này có ai trả giá 100 triệu, 1 tỷ thì mong là chú cũng đừng bán. Tại vì cái đây là gia bảo của chú, ráng gìn giữ ở nhà vậy thôi nè. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Và hẹn mọi người trong những lần video tiếp theo. Chào, hẹn, tạm biệt.